Thưa quý vị, tối qua 14 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh, tập đoàn Bin Corporation Group đã tổ chức đêm gala mừng 11 năm thành lập. Đây là một tập đoàn kinh tế đa ngành do một người trẻ tuổi ở Quảng Nam, quê hương Tam Kỳ điều hành, kinh doanh trên toàn cầu. Đêm gala đã tôn vinh công sức của ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên trong và ngoài nước thông qua thương hiệu Bin Media, truyền thông quảng cáo đa phương tiện trên các nền tảng 4.0. Lĩnh vực tư vấn định cư, du lịch và dịch vụ visa lưu trú tại các nước trên thế giới GIS, One IBC, tư vấn đầu tư thương mại, hỗ trợ thành lập và vận hành các công ty offshore, doanh nghiệp tại nước ngoài, vùng lãnh thổ khác có chất lượng dịch vụ cao cấp, chuyên nghiệp với chi phí thấp và thủ tục nhanh gọn tại các nước Singapore, Hồng Kông, Lithuania, EU, Việt Nam, Cali, Hoa Kỳ. Ngoài ra, còn có ngân hàng số thương hiệu DSBC, giao dịch tài chính quốc tế và giữa tháng 12 năm 2020, sàn giao dịch bất động sản Khải Hưng sẽ ra đời, góp phần đa dạng vào lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn. Ở Bin thì môi trường làm việc rất là tốt, nhân viên năng động, trẻ trung, chính sách đãi ngộ thì rất hợp lý cho nhân viên. Được sự chỉ dẫn của sếp Lê Hồng Anh thì quá trình công việc rất là trau chảy, phát huy được hết kinh nghiệm cũng như khả năng của mình. Là học sinh khóa đầu tiên của trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, 14 năm trước khi còn là sinh viên học đến năm 2 Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, thì dừng việc học, dấn thân sang con đường khởi nghiệp sáng tạo, chuyên về công nghệ thông tin với một lý lẽ duy nhất là kiếm tiền để giúp đỡ ba mẹ quá khó khăn ở quê nhà. Qua nhiều lần thất bại khi startup, ở tuổi 34, Lê Hồng Anh hiện là tổng giám đốc, chủ tịch tập đoàn Bin Corporation Group với 200 nhân sự trên toàn cầu, tạo nên môi trường làm việc chuyên nghiệp tầm quốc tế. Thì Bin Corporation đã tuyển dụng nhân viên với quy trình rất là chuyên nghiệp và cái chương trình đào tạo của chúng tôi rất là cao cấp và đạt tiêu chuẩn nhằm đem đến cho nhân viên của chúng tôi có những cái kỹ năng chuyên môn và cái kỹ năng quản lý tốt để đáp ứng tốt hơn nhu cầu cho khách hàng của chúng tôi trên toàn cầu. Để có được những thành quả trong 11 năm qua, đội ngũ nhân lực trình độ từ cử nhân đến tiến sĩ được quy tụ đang ngày một đưa tập đoàn đi xa hơn. Đêm gala đã vận động quyên góp và công bố những nghĩa cử đẹp từ những cán bộ nhân viên của tập đoàn, hướng đến bà con đang gánh chịu hậu quả nặng nề do thiên tai để lại. Công ty cũng vừa mới huy động được toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty đóng góp gần 300 triệu đồng để ủng hộ bà con miền Trung mình và nhất là bà con Quảng Nam mình. Trong tuần đến thì công ty sẽ chuyển những phần quà đó về cho tỉnh nhà. Xin cảm ơn tất cả cán bộ công nhân viên trong suốt 11 năm vừa qua đã đóng góp rất là lớn vào cái thành tựu chung của công ty đến ngày hôm nay. Là một trong những người Quảng Nam thành đạt xa quê hương, cá nhân Lê Hùng Anh luôn có một khát khao là hướng về quê hương xứ sở để cùng chung tay phát triển tỉnh Quảng Nam ngày càng giàu đẹp hơn. Nếu như được tạo sự điều kiện thuận lợi của Ủy ban nhân tỉnh để mời gọi đầu tư, đặc biệt là những người Quảng xa quê như Hùng Anh đây, thì chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình cùng với quê nhà để xây dựng tỉnh ngày một giàu mạnh hơn, đóng góp cùng với nhân dân cả nước xây dựng quê hương Việt Nam chúng ta ngày một phát triển.